Quả chi tử ở nông thôn chúng tôi thì thường gọi với cái tên gọi rất là quen thuộc, đó là quả dành dành hay còn gọi là cây dành dành các bạn nhé. Nó là một vị thuốc cực kỳ là quý trong việc điều trị và hỗ trợ bệnh viêm gan, đặc biệt là viêm gan B hay là men gan cao thì phải có cây dành dành này vào sử dụng thì nó mới tốt. Trong bài thuốc ngũ vị trừ gan của mình thì mình có sử dụng cái cây dành dành này. Quả của nó chín đây các bạn này. Chín quả này thì thường được dùng để làm màu, để nhuộm thực phẩm mà chúng ta ăn uống hàng ngày hoặc là để làm thuốc các bạn nhé. Là một vị thuốc cực kỳ là quý luôn, có thể sử dụng cả quả này, có thể sử dụng toàn thân, cả lá, cả cây và cả những cành già đều sử dụng để làm thuốc các bạn nhé. Chữa bệnh gan và chữa bệnh đau mắt đỏ. Chữa đau mắt đỏ thì sẽ dùng những cái lá của cây dành dành này giã nát ra đấy và đắp vào vùng mắt hoặc là nhỏ 1-2 giọt vào mắt cũng rất là tốt, chữa bệnh đau mắt đỏ cực kỳ là hiệu quả. Để uống giúp mát gan, mát thận và lợi tiểu thì chỉ cần sử dụng một cái cây dành dành này thôi, đun nước uống thay nước hàng ngày đã rất là tốt rồi. Để chữa bệnh gan chuyên sâu thì sẽ sử dụng cây dành dành kết hợp với một số những vị thuốc khác nữa.